Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án hai căn nhà rất chi là thoáng, đường ngõ thì cực kỳ là to, và ngõ này thì là ngõ thông với cái vị trí rất là hợp lý, gần với lại khu đô thị Lộc Ninh Singerside, gần với lại thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì cụ thể của nó là thuộc thôn Tràng An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, với cái diện tích từ 38 đến 40 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Và với cái vị trí này, đường ngõ to như này có thể kinh doanh nhỏ, kinh doanh văn phòng, hoặc quý vị có thể kinh doanh online, thì cái địa điểm căn nhà này xe tải hạ hàng, trao hàng thoải mái mọi người nhá. Và với hướng nhà là hướng Tây Nam, sổ đỏ đầy đủ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Theo như đúng hiện trạng căn nhà này thì có thể dọn đồ về và ở ngay. Ở đây thì có hai căn nhà giá bán chỉ từ 3 tỷ 150 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế cho cả một căn nhà với cái đường ngõ như thế này và xây dựng và thiết kế 5 tầng ra sao. Mời người theo em vào vị trí cụ thể căn nhà. Với phần tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì thiết kế phần cửa chính là lớp cửa cuốn mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì diện tích là 39,1m, căn bên cạnh là 38,4m. Đó, có hai căn, đường ngõ ô tô siêu rộng, đi qua có thể kinh doanh được. Mời quý theo em vào cụ thể tầng 1 của ngôi nhà, khám phá xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với phần tầng 1 thì chủ nhà thiết kế là để gara ô tô mọi người ạ, hoặc quý vị có thể kinh doanh văn phòng như Oánh vừa chia sẻ rồi. Hiện tại thì cái căn nhà này chủ nhà có nhờ bên Nhà Tốt bán và bởi vì có nhu cầu chuyển đổi. Mời quý theo em vào cụ thể tầng 1. Với phần hoàn thiện gần như xong hết rồi, theo nhà này đúng hiện trạng có thể dọn đồ về và ở ngay. Phần tầng 1 ngoài cái phần cửa cuốn kia thì ở bên cạnh của nó có một cái cửa sổ nho nhỏ đây mọi người nhá. Đây, cửa sổ nhỏ để quý vị có thể lấy thoáng này, lấy ánh sáng ngoài cái phần cửa cuốn khi đóng cửa. Ngoài ra với cái căn nhà này lô góc thì ở kia mọi người có thể nhìn thấy cũng cửa sổ thông thoáng. Phần tầng 1 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Cái tông màu sơn chủ đạo của cái ngôi nhà này là màu trắng. Đồng thời ở đây thì chủ nhà lắp cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic mọi người ơi. Với cái căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng là có thể dọn đồ về và ở ngay. Từ vị trí nhà này đi ra tới trục đường quốc lộ 6 chỉ khoảng chừng 200m, cách với lại khu đô thị Lộc Ninh Singerside cũng thế thôi. Giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ hoặc quý vị nào đi làm ở Hà Đông mọi người nhá. Đây, đường ngõ ô tô, căn nhà này ô tô có thể vào nhà thoải mái, xe 7 chỗ có thể vào nhà được quý vị ạ. Và hiện tại cái căn bên kia thì chủ nhà đang chào là 3 tỷ 150, căn bên này chủ nhà chào 3 tỷ 350, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và với cái căn nhà này quý vị có thể vay tối đa 70% giá trị của tài sản sau khi ngân hàng định giá nhá. Và đây là cái phần tầng 1, ngoài cái phần tầng 1 để thông sàn, quý vị có thể thiết kế tùy theo cái công năng sử dụng, kinh doanh, buôn bán hoặc là để xe ô tô. Thì ở đây phía tầng 1 còn có thêm một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 nữa. Đó, rất là hợp lý. Đấy, quan sát từ cái phía phòng bên trong hướng ra phía bên ngoài rất là rộng. Mặt tiền của cái căn nhà này cũng rất là thoáng mọi người ơi. Và mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trước khi mà đi lên trên phía tầng 2, 3, 4, 5 thì ở đây toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ, chất liệu là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Và phần ngăn cách giữa phần phòng ngoài này và ở phía cầu thang nó có một cái vách lan CNC rất là hợp lý mọi người nhé. Sau đây xin mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế quá là tối ưu công năng sử dụng rất là hợp lý. Đây là không gian phòng bếp cho một hộ gia đình mọi người nhé. Đây ạ, phòng bếp xinh xắn, hợp lý, rất là ấm cúng. Đây là cái khu vực để máy tủ lạnh mọi người ạ. Đây, ở đây thì có thể thiết kế một chiếc tủ lạnh side by side rất là hợp lý. Thực ra cái căn nhà này Ngọc Ánh xin chia sẻ với quý vị luôn là chủ nhà chưa sử dụng mọi người ạ, chỉ có lắp đồ đạc các thứ ở đây thôi. Còn mọi người có thể nhìn thấy luôn là có lắp bếp này, lắp hút mùi cho mình, nhưng nhà này chủ nhà chưa ở mọi người nhá. Cho nên mọi người ạ, cái nhà này gần như là mới hoàn toàn cho quý vị luôn. Đấy, với cái phần tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ MDF mọi người ạ, chống cong vênh. Và cái tông màu chủ đạo của cái màu bếp cũng như là cái tông màu sơn của ngôi nhà nó rất là khớp nhau, nó là màu trắng. Đó, xung quanh bếp ở đây thì là chủ nhà ốp kính ốp bếp, phụ kiện bếp ở đây chất liệu toàn bộ là inox 304. Đó,
rất là đẹp. Căn nhà này thì bán nhà đúng theo hiện trạng ở trên video Ngọc Ánh quay như thế nào, thì quý vị mua nhà sẽ được tận hưởng những cái thứ trong nhà như vậy nhé. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Wow, đây là cái phần phòng khách mọi người nhìn thực tế. Ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách là có một vách kính ở đây, là có một cái cửa kính rất là hợp lý. Đây là không gian phòng khách của chủ nhà mà trước tới là chủ nhà có thiết kế ở đây là để văn phòng mọi người ạ, văn phòng làm việc, chứ còn chủ nhà không ở. Đấy, không gian phòng văn phòng. Còn nếu không thì quý vị thiết kế ở đây chỉ là phòng khách ở trên tầng 2 thôi, rất là đẹp. Điều hòa này cũng như là ở đây thì chủ nhà lắp cho mình đầy đủ. Đây, rèm cửa. Cái căn nhà này hướng nhà của nó là hướng Tây Nam. Cửa sổ thông thoáng mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Rất là hợp lý. Ở đây có một chiếc quạt trần, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, bộ sofa bằng da, rất là hợp lý nha. Nhìn tổng quát đây là đang có đồ, còn nếu như quý vị chỉ thiết kế mỗi một phòng khách không và lắp tivi vào thì rất là đẹp, rất là hợp lý. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó là đường ngõ ô tô. Ưu điểm thứ hai, phòng khách phòng bếp riêng biệt như quý vị nhìn đây. Và ở đây thì cái lô góc này, riêng cái căn nhà này, phòng này nó đã là ba cái cửa rất là thoáng, lấy đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng này rồi, đúng không ạ? Mời theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nha. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người nhá. Với phần tầng 3 của ngôi nhà đây. Đây mọi người ơi, với phần tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế trời ơi quá là đẹp cái đồ nội thất ở phía bên trong luôn ý ạ. Rèm cửa, giường, tủ, kệ, điều hòa, bàn phấn, tất cả đều đặt bên thiết kế đến để lắp đặt riêng cho cái không gian phòng này mọi người nhá. Cho nên là tại vì sao ấy, cái giá căn bên cạnh chỉ có 3 tỷ 150 triệu nhà không, và cái căn này thì nó là 3 tỷ 350 triệu. Đây, quý vị có thể ngắm nhìn thực tế kỹ lưỡng luôn ạ. Với cái tủ này, nó là tủ gỗ MDF mọi người ạ, lõi xanh rất là bền, độ bền của nó cực kỳ là lâu. Và đây mọi người có thể nhìn đây, tủ quần áo này, kệ này, đặt đúng theo cái kích thước phòng cũng như là thiết kế rất là hợp lý. Gạch lát nền với cái tông màu này mọi người ạ, cái gạch lát nền màu vàng với cái tông tủ gỗ đây, màu vàng nhạt. Đó, cửa thì màu trắng, màu sơn màu trắng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Và với cái vị trí này thì chia sẻ thật với mọi người luôn, hiện tại vị trí này nó rất là yên tĩnh quý vị ạ. Cho nên là quý vị nào mà thích ở một cái không gian vừa yên tĩnh, vừa đường to ngõ rộng, đi lại thuận tiện, thì cái căn nhà này đúng thật sự luôn, là đáp ứng đúng cái tiêu chí đấy cho quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngoài cái phần ở đây là cái phần không gian phòng ngủ siêu đẹp, siêu rộng. Đấy, tủ đây, táp đầu giường đây mọi người này. Đó, nhà này Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người rồi, chủ nhà chưa ở nhá. Đó, người ta chỉ có lắp đặt như thế này thôi. À, cửa sổ cũng đều được lắp rèm quấn rồi. Và đây là cái phòng vệ sinh ở phía bên trong tầng 2, tầng 3. Đây là cái phòng vệ sinh đầy đủ cabin tắm này. Đó, bồn cầu này, lavabo bàn đá, gương rất là đẹp mọi người ơi. Đó, đây, ở đây là cái cửa sổ thoáng này. Và ở trên này thì là đầu chờ bình nóng lạnh. Nói chung là theo cái căn nhà này thì Ngọc Ánh thấy chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu, cẩn thận. Giường này mọi người ạ, giường kích thước 1m8, 2m. Và đây, ở dưới thiết kế rất là cầu kỳ, tỉ mỉ. Theo đúng như cái căn nhà này thì thật sự luôn là quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Cửa thông phòng, thiết kế cửa màu trắng. Đây, mọi người có thể nhìn tổng quan lại một chút nữa về cái căn nhà có nội thất như thế này xem là thiết kế như nào ạ. Rất là đẹp luôn, có nội thất, thiết kế hợp lý, chỉn chu, diện tích 39,1m2, rộng rãi, một cái căn phòng ngủ siêu rộng như thế này. Đây là phần tầng 3 rồi, vậy thì tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế này. Một căn phòng riêng ở phía tầng 4 quý vị ơi. Đấy, như tầng 3 vừa rồi thì quý vị có thể nhìn thực tế là thiết kế đồ nội thất ra sao, thì ở trên phía tầng 4 để trơn như thế này cho quý vị về, quý vị có thể thoải mái sáng tạo, thoải mái lắp những cái đồ vật yêu thích vào. Còn đây là cái không gian phòng 4, và trên tầng 4 thì nhà vệ sinh thiết kế để ở phía bên ngoài nha mọi người.
không để ở bên trong như ở phía tầng 3 nữa. Đó, đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4 để ở bên ngoài. Tuy nhiên về cái phần thiết kế thì nó cũng tương tự như là phần thiết kế ở tầng 3. Đó, đầy đủ công năng, sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo, bàn đá, tủ luôn mọi người ạ. Đây, phần lavabo này là có tủ kệ ở dưới nhé. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ rồi. Quý vị theo đúng như hiện trạng dọn về ở ngay. Giá bán 3 tỷ 350 triệu đồng với cái căn nhà này thì quý vị có thể vay được tối đa khoảng tầm căn nhà này tầm 1 tỷ rưỡi cho tới 1 tỷ 6 tiền ngân hàng mọi người nhé. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Bước trên phía tầng 5 có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với cái căn tầng 5 này, ở tầng 5 này thì thiết kế như sau. Đây là một cái không gian phòng riêng, quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, làm hoặc là quý vị để phòng làm việc. Cái này tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đây là ban công hướng ra phía đầu tiên, phía ra phần mặt tiền của ngôi nhà. Xung quanh từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy chung cư Lộc Ninh, có thể nhìn thấy khu đô thị Lộc Ninh mọi người ạ. Và ra tới trục đường quốc lộ 6 rất là gần, phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Đây là phần sân phơi, khu vực để máy giặt cũng như là sân phơi của ngôi nhà. Đây, xung quanh dân cư cũng rất là đông đúc, những cái công năng sử dụng đáp ứng đầy đủ cho quý vị nhé. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, hoặc là muốn được đi xem thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình Ngọc Ánh 0983 013403 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.